Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Tuần Quân Mê Điều 2 tiếp nào. Rồi thì trước khi chơi thì hôm nay mình xin trả lời một vài câu hỏi. Thì thứ nhất á, là có bạn hỏi mình là sao chất lượng có 360 vậy. Thì cái này thì mình nói là nhiều rằng là đó là do YouTube xử lý chậm đối với một số cái video dài. Nhưng mà thôi được rồi, để là bây từ bây giờ đối với những cái video tôi toàn quơ thì dù là bản nào thì mình cũng sẽ để cái lưu ý này ở bên dưới cái phần mô tả video để một số bạn biết mà, tại vì nhiều bạn mình thấy rất là nhiệt tình với cái kênh của mình vừa up lên cái là thấy có view rồi. Nhưng mà với những cái video dài đôi khi chất lượng 720 nó không lên liền các bạn, nhiều lúc cái YouTube nó xử lý chậm lắm, nó chỉ có chất lượng 360 thôi. Hồi tối hôm qua nghe một số bạn nói mình bấm cho mình coi, lúc đó video up được khoảng 3 tiếng rồi á thì nó cũng chưa có bao giờ chất lượng 720. Mình cũng không biết phải làm sao, thôi mình đi ngủ, tại mình cũng bị trường hợp này hết lần rồi. Thì cái hôm sáng hôm nay mình dậy thì mình có thấy là nó lên 720 rồi, cho nên là để từ giờ thì mình sẽ ghi cái dòng mô tả dưới đó là sau khi nói chung là đợi video up lên khoảng 2 tiếng rồi hẳn coi nhá. Rồi nếu mà vẫn còn chưa chất lượng 720 thì nên coi vào ngày hôm sau. Rồi, có bạn thì hỏi vui mình đó là giáo hoàng này chất quá. Thì mình mới nói là giáo hoàng này bị hạng vũ nhập. Thì đúng rồi, ai đời giáo hoàng mà như cái ông này. Nhìn cái chỉ số thôi là thấy là cũng sợ rồi. Đây các bạn có thể nhìn giáo hoàng đã uy quyền bây giờ là mát luôn, khả năng cầm quân thì 6 trên 10, mức độ hào hiệp thì 3 3 trên 10, còn mức độ mộ đạo thì 3, lúc đầu còn không có miếng mộ đạo luôn. Vâng, giáo hoàng mà không mộ đạo các bạn. Giáo hoàng này cực kỳ bá đạo luôn, mà thậm chí là giáo hoàng này còn khiến cho mình liên tưởng tới diệt tuyệt sư thái luôn á. Nói chung á là cực kỳ là kinh khủng các bạn ạ. Ô mà cái tên ông này đổi rồi các bạn, nó ổng không còn là The Honor nữa mà là The Scare rồi, giống có cái vết thẹo rồi. 60 tuổi các bạn. Ây chà, từ 28 tuổi đến 60 tuổi ông đánh không biết bao nhiêu trận luôn giáo hoàng này chứ. Vậy cơ bản là ổng là chủ lực luôn, mấy ông tướng kia đa phần là tướng giữ nhà không đấy, có mình ổng là tướng đi đánh trận đấy các bạn ạ. Nói chung là giáo hoàng này VIP Pro quá. Rồi, nói chung là tình hình mình thì bây giờ khá là ổn, mình thì cũng đỡ rất là nhiều trong cái mảng này rồi. Mình sẽ để ba ông bắn nỏ qua đây luôn, không phải mình chia ra để nó nuôi giùm thôi. Ở bên đây thì mình sẽ mua quân cho giáo hoàng đi đánh trận tiếp. Ông này thì đang đẩy quân lên rồi thì không nói. Ông này thì bắt đầu mua quân, mình gửi thêm quân qua đây để mình đồn trú. Rồi sau đó thì mình đi cho nó lẹ thôi. Đây xe là ở đây chưa có tòa thị chính nè. Nói chung là số tướng thì thường không bao giờ bằng số tỉnh, ít khi nào nó hơn lắm, đa phần là nó sẽ ít hơn thôi, cho nên là đi chơi thì mình cũng cân nhắc nhiều. Rồi nói chung là bây giờ thì mình đã hiểu được cái cách để mà sử dụng được cái mấy ông mấy cái ông về diệt trừ di giáo. Rồi nói chung là mấy ông này là sát thủ trình độ cao, nhưng mà càng làm thì mấy ông này sẽ càng yếu đi, nói chung là sau đó tự biến mất luôn chứ không phải còn hoài để xài. Nó vô là ông mấy ông này thì nó spawn ra ngẫu nhiên thôi, mình không biết là mấy ông này đứng đang đứng ở đâu nha, lâu lâu để ý thấy thì dùng thôi. Đây dứt rồi, lâu lâu dính được phát, nhưng mà dính được cũng không giữ được. Nó vô là fan này mốt tương lai chắc cũng phải mình cũng phải tiêu dùng sát thủ à, chứ không có để dùng được đâu. Rồi thôi ok, tạm thời là mọi thứ ổn rồi. Nhưng mà cái thành này không biết có giữ được hay không, mấy cái đảo này dễ bị tranh giành lắm, mà muốn tiếp viện cho nó rất là khó. Cho nên là giờ mình cũng không biết làm sao giờ, tại nó đổ bộ lên được ngay với nó không phải là nó bên tàu nó mới đứng đợi. Nó rất là nằm gần tiêu đi nên nó đẩy tàu lên rất là nhanh. Quân đoàn này thì hơi bị xịn, mình thì đang không đủ quân để đánh nhau với nó, ô tô không thắng, đánh tay thì có thể sẽ thắng đấy. Giờ tại nó mới là cái thị trấn nên nó chưa có quân đời cuối giống như là ấy đâu, mấy ông Baba Gao này như là mấy cái thành nó lên thành thị rồi. Chỉ cần mấy ông này mà mình chứ mấy ông này lên chừng hai đứng là giữ thành thôi là ngon rồi. Đứng này lính xịn mà. Rồi Pháp muốn gì đây? Điệp viên của Đức à, Pháp thì tới chào thôi. Rồi ok, một cái thương hội nữa, hên quá nó chưa đánh thành, hoặc là nó thấy nó hơi đuối nó đánh thành không được. Chà, không biết đánh được không. Ồ, giáo hoàng mất rồi, trời ơi. À vẫn được bầu á, à bầu mình lấy người của mình. Mua sao lấy người của nó. Rồi thôi, ông này là cũng làm tốt nhiệm vụ quá rồi, mình không thể nào đòi hỏi ổng lâu hơn được nữa, bây giờ ổng phải cho ổng nghỉ ngơi thôi. Đánh luôn.
Coi ai ăn. Rồi đây ông đô đốc này của mình là đánh trận cũng biết bao nhiêu năm qua rồi. Đánh cực kỳ bá đạo luôn. Chưa bao giờ ông ấy làm mình thất vọng, nhưng mà có vẻ như đến lúc này thì ông ấy phải ghép tàu lại rồi. Để như vậy hồi mất hết nguyên cái đoàn tàu cũng vậy à. Rồi vẫn là đi theo cái dòng này nha các bạn. Rồi đây mình xây dựng lên xíu. Rồi tạm thời gọi quân này ra đi, tại quân này nó yếu quá mình không muốn dùng các bạn ạ. Nhưng mà thật ra nó là quân của Ý thì nó chất lượng nó cũng tương đối tốt. Tốt ở đây là về mặt nói sao ta. Tốt ở đây là về mặt cái giá trụ thôi nha, mấy mảng khác thì không hẳn là tốt. Rồi đây mình đã có giáo hoàng mới. Giáo hoàng này là người cực kỳ mộ đạo, nhưng mà những chỉ số khác thì rất là cùi. Thôi được rồi, được cái này mất cái kia mình cũng không trách. Rồi đây cho mấy ông này ra đây đứng với giáo hoàng. Rồi từ từ đi rồi mình tính tiếp. Rồi giáo hoàng này phải nói gót giáo hoàng kia đi đánh trận nhiều nhiều vô thôi. Quân đoàn này có đức thì mình chưa có đánh được thì tạm thời rút lui. Rồi đây thành này là mình gửi ba ông này qua đi. À thành này nó chưa nuôi được mấy thằng bắn nỏ các bạn. Ồ vậy là hơi dở, mua trước hai ông. Đây mình đẩy thêm lính qua nào. Rồi 10 lính rồi, ở đây không chịu nữa rồi thôi. Đòi hỏi cao quá. Đây xây cái này lên. Rồi sao từ từ rồi mình đi hành quân tiếp. Đây là 65 mà. À là tại chưa xây đồ mà, tại nãy mình tha, hồi kỳ mình tha cái thành này nữa nè. Nó mới vậy. Không tránh được. Rồi chỗ này để mình xây cái này lên trước. Rồi gọi bao bắn nỏ ra. Đây thì gọi trước hai ông đi cho chắc ăn. Nó đánh hồi nào mình cũng không hay. Ở đây thì đang cũng không mua tàu được. Rồi về đây trước đi rồi tính. Mua trước hai chiếc tàu rồi hồi tính tiếp. Ở đây thì không biết đánh ra được chưa, đánh thử coi. À nó chạy từ từ lượt sau đánh. Rồi. Ở đây thì tại chưa được. Chưa đánh được. Có lẽ là mình chưa nên đánh vào hướng này của tụi Van. Mà mình sẽ đánh lên để coi nào, mình có đánh nhau với Pháp không ta. Pháp thì không có chiến tranh với mình, nhưng mà Đức, Van và Mốt nữa. Vậy mình sẽ đánh Đức đi. Van thì từ từ hút bên này hơi loạn, mình chưa muốn đụng chạm với Đông La Mã, bên này dễ ảnh hưởng với thống giáo lắm. Xuống dưới này thì đụng Hồi giáo hơi nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ đánh nhau với các phe này. Ông giáo hoàng này của mình thì được gọi là cái gì ta. À chỉ được gọi là Slavi, ông này thì mộ đạo đó, chứ mà toàn mấy cái búp vô mộ đạo không. Ây da, chỉ số coi, sao toàn cái nào cũng mộ đạo không vậy. Ông này là toàn đi truyền đạo không, chả làm được cái gì. Mà thôi kệ vậy cũng được đi, đây là giáo hoàng thì phải có mấy cái chỉ số này. Chứ giáo hoàng mà toàn chỉ số của mấy ông thì giáo hoàng này là thuộc diện là gì đây. Giáo hoàng bá đạo à. Orders. Do not tell my Kaiser you're sorry. Mình quốc lên đó quốc quân đoàn này luôn. Rồi, ok. Để coi tiếp theo mọi thứ như thế nào. Ây da, nó đánh rồi. This is not good. The enemy has. Rồi ok, thôi cho nó đánh, nó công thành đi, chứ mình không đánh ra được. Không đủ sức. Dứt thử dính không? Không dính thôi, tại sát thủ này free, cứ xài thoải mái. Ủa nó chạy rồi. Rồi đây. Không sao các bạn. Ở đây mua trước mấy cái này, có gì ra còn xài. Đây rất tốt. Rồi từ từ. Ở đây mọi thứ ổn rồi. À, nó không có, nó thiếu mấy cái nhà này quá nè, nó mới có vấn đề. Thành này không biết đánh ra được không ta. À giờ lại đánh được à. Hay. Đánh.
chắc mình là lợi thế phòng thủ các bạn. Với lại cái đạo quân này lần trước mình thấy nó toàn nông dân không, không biết tại sao mình thua. Thấy lính nó cồi mà lính mình xịn mà không biết sao mình thua nó luôn á. Rồi kỹ binh mình thiệt hại xíu thì không sao. Mấy ông này vậy là tốt lắm rồi. Đây, để anh nhập vô đã. Ây da, nổi loạn à. Chế chế độ khó thì nổi loạn nó spawn ra nhiều mà nó đông nó mạnh lắm. Nó không có như là mấy cái bản khác. Để xuống xử cái thằng này nó đứng đây nhìn chướng mắt quá. Rồi chuẩn bị đánh đứt thôi các bạn. Một ông tướng. Rồi kéo năm ông này ra đánh thử coi được không. Thắng. Được phong tướng luôn, tuyệt vời. Rồi đây có người trấn thủ Rome rồi. Tại vì đi ra ngoài dạng phải có người ở nhà giữ thành đó các bạn ơi. Thành ra là mình sẽ ưu tiên cho mấy cái tướng này đi giữ đứng giữ thành cái đó là tính. Rồi lại thêm một ông này nữa. Rồi cho ông này dẫn hết bộ binh ra đánh. Đánh. Sợ nhất là nó chạy này nhiều lúc mình không quay thầy quay về thành đủ, mình không đủ lực để quay về thành. Rồi để lượt sau vậy tại tốt tiền nuôi thôi chứ không gì trơn á. Rồi vô. À quên thành này vô nó mới chịu. Rồi sau hạm đội ta đang được bổ sung rồi các bạn. Để mua thêm chiếc nữa đi. Lính thì từ từ không gấp. Để coi chỗ nào thiếu linh mục ta. Chỗ này cần linh mục trời. Đây cứ gọi ra đi. Tại vì phe này của mình là cái phe thuần tung. Ở đây mới cần linh mục nữa nè. Tại vì mấy cái ông này mới là cái người cái gì xứng đáng các bạn. Chỗ này thì cũng nên có linh mục mặc dù là biết tôn giáo sao. Nên chỗ này chị An nó tồi quá. Đúng rồi, có bạn hỏi mình đó là sao nhiều lúc thấy quân hàng nhẹ nó còn mạnh hơn quân hàng nặng, thì không phải là lúc nào quân hàng nhẹ cũng yếu hơn quân hàng nặng nha. Quân hàng nhẹ thì nó chỉ có bị một cái là nó làm sao cho dễ hiểu ta. Dạ như nó ít giáp nó không đánh, nó không chịu trận được lâu thôi chứ nó không có yếu nha. Đôi lúc quân hàng nhẹ nó lại mạnh hơn quân hàng nặng đấy. Chứ giờ mấy thằng sát thủ nó lính hàng nhẹ nó chém tụi hiệp sĩ với con ấy thôi gì đâu. Bình thường. Ây da, nó thách thức tôi. Team Reed vẫn giàu nhất mà bây giờ mình giàu nhì rồi các bạn. Về mặt quân sự mình đứng hạng nhì luôn. Mình bằng 69% ở Mông Cổ chứ là mình khá thành công rồi. Vậy mình đứng nhất tổng lực. Tổng thể dân số sản xuất mình đứng nhất. Nói chung là mình đang tận dụng tối đa sức mạnh khoa học công nghệ các bạn. Đó chính là sức mạnh của mình đó. Tại chúng ta đang ở Rome, chúng ta là người thừa kế cái gần như là toàn bộ nền văn minh Hy La mà. Tức là nền văn minh của Hy Lạp và La Mã đấy. Nhiều bạn thì không hiểu cái chữ Hy La này thì mình giải thích luôn. Hy La có nghĩa là Hy Lạp và La Mã. Rồi đây là đạo quân này thôi không cần phải đánh nữa. Mà mình sẽ đánh lên đà thẳng đây luôn. Chỗ này thì từ từ. Tính đánh đó mà thôi. Rồi. Đây gọi linh mục ra. Trời ơi sao mà nổi loạn ở đây nhiều quá vậy. Đây gọi một ông bắn nỏ ra nữa là xong. Ông này thì đi vô đây. Gọi một điệp viên và một linh mục ra. Ở đây có rồi, ở đây mình gọi ở đây cơ. Đây ra đây truyền đạo đi ông. Chỗ này thì ok ổn rồi đúng không? Chỉ lắp giáp vô thôi gì. Ok. Đánh. Closing to engage my lord. Our fleet is victorious. Nãy giờ đánh trận là hết hơi luôn á. Đánh. Attacking on. Nó cứ khóa cái cảng của mình.
binh lính thôi, từ từ đây mình mua anh, ở đây có một thằng nổi loạn hả, nó đông và mạnh thế, cho ông tướng này dẫn cái đám lính này ra đánh biết được không. Thành ven thì đương nhiên phải có trách nhiệm góp quân rồi, nó góp bốn nhỏ này đi. Rồi xong, kéo được đạo quân thì đã đánh là an tâm rồi. Rồi trong lúc đó thì cho điệp viên mò lên chỗ này. Chỗ này đẩy điệp viên lên đây. Rồi ok, vô luôn. What gave me away, my lord? Rồi, ok. Còn sứ Pháp nó tới nó chào hoài mà không biết rõ lý do các bạn à. Đức của bài đặt chơi mình nó còn có được nhiêu tàu không biết, giờ mình sợ là nó không còn chiếc tàu nào luôn á chứ. Rồi chiếm được Cairo nhưng mà không biết sao giữ đây. Ba Lan chiếm mà cũng không thể giữ. Hungary hay Ven gì cũng được, không có khả năng giữ được mấy miếng đất ở xa đó. Tụi Hồi giáo nó quánh chết luôn. Where to, sire? 88 thì vô được, vô đi. Yes? Giờ chú thích gì? This is where we shall meet. I'll not face the might of the high coward. Rồi đây, hai quấn. As my lord wills. Đánh. March to battle. Xài tạm cái đám dân quân Ý này đi các bạn. Dù muốn dù không. Đánh. Crossing to engage, my lord. Victory. Quay lại đây. Attacking on your command. Rồi ông này là 4 sao luôn rồi. Hãy đại đô đốc luôn các bạn, đô đốc vĩ đại luôn rồi, khả năng đánh trận là rất trên biển là rất tốt ấy. Đây thì ổn rồi không nói, chỉ binh thì khoan mua, cả mấy thằng Mel Knight đó thì cũng không phải là mạnh lắm. Để coi nào, chỗ này thì nó tương đối ổn rồi, xây cái này lên tiếp. Mở thì từ từ, tại khai thác nhiều quá thì cũng không ổn. Kỵ binh thì giờ chưa cần. Tại mấy con kỵ binh dân quân này nó cũng không phải là mạnh lắm. À, Rome mất tôn giáo rồi thôi. Đây, ra đây xử lý. Rồi, đây, ok. Đó, đến giai đoạn này mà mình còn xài tàu này nữa là hơi dở. Nhưng mà tại vì con mình chưa có điều kiện để xây nuôi mấy cái chiếc tàu xịn hơn, cho nên là cứ từ từ, mình cần phát triển kinh tế xíu đã. Đây ngon rồi, nó không đổ bộ lên đây nha, rất khô, đổ bộ chỗ này, cho thành này dễ ăn hơn. Tại thành này là thành phố rồi, tường đá. Cái này vẫn là tường gỗ. Yes. Yes, rồi xong. Yes. This. Nước nó không còn cản nữa, nó ra không được. Trên này đang mạch chặn đó rồi, bốn phương tám hướng gì nó cũng chịu hết. Nếu còn mình muốn để cho mấy ông sát thủ thì tự thân vận động luôn á. Rồi muốn gì đây? Tới sinh hòa thì ok, rồi chính xác luôn, anh em mình lại đội giao thương lại nha. Biết là sao nó muốn đánh mình luôn á, rõ ràng là mình không hề đụng chạm gì tới nó hết. Thậm chí là lúc mà thấy nó chiếm được TDD rồi là mình bỏ về luôn, chứ mình cũng không thèm chấp nhất gì với nó nữa. Chứ là mình chấp nhận là mình lui quân rồi mà sau đó nó vẫn tìm cách nó đánh mình. Quá tài luôn. Closing to engage, my lord. Rồi xong, hạm đội cuối cùng của Đức đã đi rồi. Yes, my lord. Rồi xong, chỗ này là tạm ổn. Mình cho mấy thằng dân quân này nó về ngủ được rồi. Đây mình sẽ mua lại lính này, nó mới đảm bảo chất lượng được. Lính đời một thì chẳng qua là dùng tạm thôi, không chỉ là để giữ trị an thôi, chứ không thể nào dùng như mấy lính kia được. Rồi đây, đánh. Đánh luôn.
Anh sợ chú chắc. Cái đa, có cái đám Babago này rồi là hầu như không sợ cái gì cả. Hả? 88% mà chú để thất bại hả? À? Giáo hoàng hơi thất vọng đấy nha. Rồi đây, từ từ rồi tính. Đây, nhập lại, nhập lại. Đây, tất cả kỵ binh đi theo giáo hoàng. Rồi, chuẩn bị bảo vệ giáo hoàng nào. Ở đây thì chúng ta cho mấy ông này tí giáp đi. Rồi mình mua nhà lính đồ ở đây đó, rồi mình đổi lại sau. Chứ giờ mà đổi nhà qua thành thị sớm thì nó không ổn lắm, với là mình cần mua thêm ít kỵ binh đó. Chỗ này thì không cần lắm đâu. À, chúng ta có thể mua tàu đời 2 ở đây đúng không? Rồi mà từ từ đã, xây nhà thờ ở đây trước. Đánh. Nó không sợ thằng tướng mình luôn các bạn. Và bây giờ thì mình cũng chán rồi, cho nên là mình thành lập quân đoàn số 2 luôn. Giáo hoàng không phải chỉ là người duy nhất đi đánh trận nữa, mà hầu nhiều vị tướng khác cũng nên là tham gia chiến đấu các bạn. Đây, mua cho lính này luôn. Qua đã, chỗ này góp lính này đi, tại vì lính kia nhiều quá, mình không bỏ lại lâu đài cho nó thủ thành được. Ở đây đủ rồi, ở đây cũng vậy. Đây xây nhà thôi. Từ muốn có tàu đời 2 phải có cảng, có đồ đã, mình chưa có đủ điều kiện. Đây xây cái lên cho, ở Rome mình cũng cần phải giải trí đúng không các bạn? Không phải ở Rome là không được giải trí gì đâu. Đây mua em 2 nỏ này nữa cho chắc ăn. Mỗi tỉnh 10 unit giữ thành cho nó ngon. Rồi xong. Ghép tàu đồ lại đã. Rồi xong. Dứt. Ý thì nó thủ thành rất ngon, tại vì lính của nó rất là xịn. Mấy thằng này nó toàn spawn ra ở nơi xa, không muốn dùng nó, nhiều khi không có dùng được. Giáo hoàng này thì bắt đầu thấy ngon lành hơn, cạnh đào hơn chút xíu rồi đó. Nhưng mà chủ yếu là tăng trung thành cho mấy ông cấp dưới thôi, chứ chưa có anh kỹ năng đánh trận gì. Thừa kế quân đoàn mà vậy là hơi dở nha. Rồi đây, để tránh cản đường đại quân thì cho ai đứng. Rồi chỗ này thủ hơi chắc đấy, nhưng mà không sao. Rồi sứ Pháp tới chào nữa. Người ta nói là Pháp là đứa con gái đầu lòng của giáo hội La Mã, và bây giờ thì nó phản rồi. Mình mới vừa thành lập quân đoàn 2 cái là Pháp nó phản ứng liền ha. Rồi cái này là nó tự tìm đường nó chết thôi. Mình còn đang muốn đánh nó đây mà nó thì các bạn chứ lúc mà mình chơi á thì hầu như á là các phe rất là ngại đụng vô giáo hoàng, mà tới lúc mình cầm giáo hoàng thì hầu như nó lại muốn đánh mình. Có tay luôn. Rồi thì thôi, nói chung là nó muốn thách thức cái quyền lực của mình thì mình đồng tình với nó thôi. Mình cũng chấp nhất gì với nó. Xây đường, xây cọ, xây xá đồ lên nào. Rồi anh em tập trung quân ở đây. Đây gửi 2 lính. Ở đây gửi 3 lính. Rồi ở đây gửi thêm ở đây gửi thêm 2 lính nữa. Thậm chí gửi thêm 1 lính này nữa. Gửi thêm 2 lính này luôn đi. Rồi xong, quân đoàn này thậm chí còn mạnh hơn quân đoàn của giáo hoàng đấy. Nhưng mà đã chơi là phải chơi cho tới. Chơi chưa tới là không chơi là không vui rồi. Ở đây chưa có lò rèn, à tại phải lo xây mấy cái kia trước. Đây mấy ông bắn nỏ ra sân ngay. Chỗ này thì chưa thôi.
phải đẩy lính nỏ lên đây thì cũng không ý nghĩa gì, thành ra cứ để yên đây được rồi. Đây cũng vậy, đây cũng thế, dứt nó. Bây giờ muốn nâng cảng là phải nâng đồng loạt, cho nên là từ từ đó. Chỗ này dễ bị đạo hồi nó ảnh hưởng nè, thành ra xây nhà thờ lên trước. Dù là giờ xây tương đối thoải mái. Một tướng khá giỏi sang cầm quân đấy, nhưng mà không sao, mình chịu được. Đây, mấy cái cảng này phải nâng nữa là nó từ từ. Rồi giờ mấy chú thích gì? Thôi thà, dẫu sao đi nữa thì cũng đều là phát sinh theo chú giáo, mình cũng không muốn cự nữ với tụi nó. Rồi mình để mấy cái này lại luôn. À không, riêng đi cái trường bắn thì mình bỏ, mình không cần mấy hàng bắn đánh tầm xa này. Rồi xây cái này lên là đúng ý mình rồi. Đây hồi kỵ binh đồ lại, mua thêm con ngựa nữa. Này cứ từ từ, chưa tới lúc phải đánh nó. Ngon thì cứ nhào vô Mỹ Lăng với mình thì đang không có chiến sự rồi, nó không sao. Rồi đây, đứng yên đó quan sát là được rồi. Đây mua thêm bao bắn nỏ đây. Quân đội của mình nó đang phình ra khá là nhiều á nha. Nhưng mà cái đó phải chịu thôi chứ không có cách nào khác. Lính này chỉ mua được ở lâu đài thôi, chứ là thành thị chưa thấy nó mua được ở lâu đài. Cho nên là cũng chưa biết là nội công nó như thế nào, nhưng mà hôm sau để coi. Cái này nó không cho các bạn, nó không cho. Nó chỉ cho mấy thằng bộ binh dạng này thôi cũng được đi. Mình thì cũng không cần cái gì nhiều quá đâu. Rồi để coi coi ông này ông tính gì với mình. Là ra muốn đánh thì giờ mình cũng không ngại đâu. Dạ như mấy ông thổ chắc xem cái này giống như là cái vùng ảnh hưởng của mình đó mà. Rồi, cho nên là thấy mình chiếm cái đảo này không vừa ý lắm, muốn đánh để mà đòi đất á. Rồi, sứ Đan Mạch tới chào. Vâng, anh chào chú. Trời, Pháp nó cho quân nó áp sát luôn chứ. Rồi, cái này là tại vì nó muốn gây chuyện thì mình chịu rồi. Đây là không thấy thằng tướng nào ở đây để mình chơi hết. À, giờ thì công chúa của nước Pháp là chết chắc luôn. Đây à, rút lui lại à. Rút lui lên tàu à. Rồi, được. Anh bỏ qua cho chú, anh tính anh thì cũng không phải là cái người hiếu chiến đâu. Chú tới đó chú làm gì anh không biết, nhưng mà chú sẽ phải lên tổ của anh nhắc chú lui thì tốt thôi. Rồi đây, cho tàu vô nghỉ một chút. Rồi để xem nào. Bắt đầu xây lò rèn được rồi. Rồi đây, một lính đây nữa là xong. Ở đây thì cần một anh bắn nỏ. Ở đây thì tạm thời như vậy cũng được. Đâu, nó tụ quân ở đây đông đấy. Nhưng mà tụ quân đông thì không có nghĩa là nó có lợi thế các bạn ạ. Rồi, ông Pháp thì ổng muốn gây chuyện với mình. Điệp viên của mình sao dễ chết quá. À, được rồi, ông lên đây giùm tôi cái. There is much to discuss if you want to make amends. Where to, son? Giờ mình đẩy điệp viên mình đi xa hơn chút. I'm done for today. Đây. Tại thành này đương nhiên là không mua được điệp viên đồ rồi. Rồi dẫn toàn quân ra đánh luôn. Coi ai là anh hùng. Rồi ba đứa này dư sức để giữ thành. Anh em đánh. With God's blessing and yours. Blessed Lord, we thank you for delivering. Kéo lên quay cái thành này luôn. Này thì giỡn mặt với giáo hoàng hả? Ông này ông cho ông đánh trận nãy giờ rồi không biết là yes.
đánh trận có ok hay không, đúng là ổng có lên được cái chỉ số nào hay không á. Thấy lên được một cái chivalry à, để coi nào. Oh, Mac of War có này là ngon rồi, fan cái này thì nãy có rồi, có Bray luôn, Bray ngon. Có cái này là tăng ông này ổng giỏi cho cái việc mà xây dựng công trình nữa nè, đúng là xây mấy cái thiết bị công thành đấy. Công nhận là giáo hoàng của mình toàn là giáo hoàng VIP không nội ơi. Không mà giáo hoàng phải VIP vậy người ta mới nể. Giáo hoàng không VIP là đời không nể rồi. Chà thằng dĩ giáo này giỏi nha. Để coi nào, à quân đoàn này khoan đã, nhưng mà cho ông tướng này dẫn mấy thằng bắn nỏ theo để mà xử thằng này đi. Và ở đây mình xây cái này, ở đây mình gọi thêm một lính này ra cho nó gác thành phụ. Rồi ở đây thì tăng chỉ tiêu thêm một lính cũng được. Lính này đi, nỏ thì cũng không cần nhiều lắm đâu. Ông này là đại đô đốc rồi, coi nó là dám tự hào mình là sánh ngang với Chu Du ngày xưa luôn, cái chả dừa. Ở đây thì chưa đủ, con dân tăng nhanh chứ đồ đó. Mấy cái vùng này tiến đề tôn giáo nó làm sao ta, à 88 thì cần linh mục rồi. Ở đây thì gọi linh mục ra luôn đi, nên nó còn mấy cái tôn giáo bản địa hơi nhiều. Hai thằng hiệp sĩ là dư sức giữ thành, tụi này đã là cái gì đâu mà đòi công thành. I will not waste words with the enemy. Công thành này cũng phải có nguồn lực chứ đúng không? Đâu phải muốn công là công đâu. Rồi giờ muốn hòa tôi vẫn có thể đồng ý cho ông hòa đấy. Ê trời ơi, đoàn quân thánh chiến của Maroc. Cái này ta tạm thời không cần. Nó chưa đánh ta thì thôi, tao không muốn cự nữ với nó. Là điểm viên của nước Đức à. Và đã, ông này tạm thời chạy qua đây với giáo hoàng cái đã. Rồi từ từ. Ở đây thì mình đang không đủ quân, thành ra từ từ đủ 10 unit ra mới cự nữ rồi với nó được. Chứ là mình mới giảng hòa xong mình chưa muốn cự nhau với nó tiếp. Đạo quân này thì chắc chắn là mạnh lắm, thành ra là mình không muốn cự, nó có lính Sudan luôn các bạn, lính đánh thuê Sudan lợi hại lắm á nhá. Đừng cự nữ với mấy thằng đó. Chúng ta nhịn nó một chút cho nó yên nhà, cho nó yên chuyện một tí đi. We march on our victims. Sooner or later, they will. Rồi xong. Xây thêm cái này một cái nữa mình chuyển đổi được rồi. Đây gọi lên một ra. Đây cũng tương tự, gọi ra. Đứng đó quan sát giùm luôn một cái. Để coi nào. Gọi ba con ngựa đi, mình cần kỵ binh. Rồi ok, thành này tính thành này chắc phải hãm hơi lâu nhưng mà không sao. Ông này trung thành mà, năm sau lận. Đây thành này mình vây mấy lượt luôn. Cho nó chết dần chết mòn đã. Dính không? Chắc là đầu mình muốn gọi sát thủ ra rồi đó nha. Mà từ từ. Nửa đêm tấn công thì ai mà chịu cho nổi. Tự nhiên đang đêm hôm mà nỏ bay mù trời luôn là hiểu rồi. Đây. Chỗ này hình như bị điệp viên nó phá nè. Nhưng mà từ từ đã. Cái này thì không phải đối với mục tiêu của mình ra thôi. Này mình nhắm vô nó rồi chắc là khó. Nhưng mà chơi thử. Này lên đây. Đây hơi thiếu điệp viên một tí. Rồi không sao để cho nó quậy xíu đi. Rồi. Ở đâu xuất hiện nữa vậy?
Nó cứ spawn mấy cái thằng này ra hoài là mình điều khiển sót. Đây rượt con nhỏ công chúa này cho anh. Rồi nó lại lui nữa. Tàu của Pháp đúng không? Đây. Hải quân của chú nhiêu bài đặt cự nữ với anh. Thôi về đi, khổ quá rồi. Cái đảo này nhỏ mà dân nó tăng lẹ ghê, tao không biết lý do gì vậy. À cái này do là có ông này ổng tăng hỗ trợ tăng dân. Mấy ông lãnh chúa khi nó hay hỗ trợ cái này lắm, mình ra là mình cũng không ngạc nhiên đâu. Qua để sửa tàu đó. À hình như tàu mình không hư hả? À tàu không hư thôi. Rồi. Đây, sứ của Pháp. Công chúa của Pháp. Ông này đi qua đây trước rồi đã. Nhưng mà gây chuyện với lại Vatican là dở rồi. Người của nó sẽ bị đuổi cùng giết tận luôn. Rồi vô ngồi chơi. What gave me away? The accent. Rồi xong. Từ từ đã. Giờ muốn về thành phố thì cũng phải nâng ruộng, nâng đồ lên rồi mới được về. Đây, mình đi tiền mình cũng không thiếu lắm, thành ra là mình cũng không có gì gì phải vội. Rồi chuẩn bị công thành, đánh. Đi coi nào. Thôi tha đi, cái thành này nó có cái gì đâu mà đồ. Đánh. 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 Không sao cả, tại mình tính cả rồi. Đây lâu đài nó có loạn, nó cũng loạn tới mức này thôi. Và về cơ bản thì mình vẫn mua được quân nên không sao. Sao lính này thì cũng không trả bỏ vô thành thị cho nó nuôi được. Anh ra các bạn cứ thoải mái, là mình bỏ vô mình dùng thôi. Lính nào bỏ đây cũng được, đây quân đoàn chính mà. Rồi để coi giáo hoàng tăng cái gì nào. Thấy giáo hoàng tăng cái uy quyền lên hơi nhiều đấy nhá. Tăng tàn bạo, có vết thẹo luôn, tăng uy quyền, nó giúp tăng uy quyền, tăng máu rồi lên nữa. Fury tăng 2 luôn, không phải tăng 1 nữa, ngon. Đấy, ông này là thuộc dạng là giáo hoàng VIP rồi, không còn là giáo hoàng Việt nữa đâu. Nãy mới lên thì thấy hơi bèo, chứ còn bây giờ là thấy hơi bị VIP Pro rồi đấy. Về cơ bản thì cái này là mình không tương tác với nó được nha, vẫn để nguyên giống vậy, giống như Pháp mà bây giờ đang bị khai trừ nè. Thằng Bồ Đào Nha đang bị khai trừ nè. Đức cũng đang bị khai trừ, tại nó quánh mình thì đương nhiên là nó bị khai trừ rồi. Thằng Ven đang bị khai trừ nè, đó. Chỉ có mấy thằng không theo đạo nó đánh mình nó mới không sợ thôi. Đây. Ờ nhưng mà nó khai trừ nó không sợ thì thôi vậy, biết sao giờ. Ha ha ha. Rồi đây để mình xây cái lò rèn đây lên luôn. Chúng ta cũng cần cái lò rèn mà các bạn. Đứng lại. Chắc phải gọi sát thủ ra thật rồi. Sát thủ ơi. Ra nói chuyện với nó giùm anh xíu đi, chứ anh khổ quá rồi. Chỗ này ưu tiên cái lò rèn luôn. À, nhà ngoại giao của Van đây. Ông này xuống chơi luôn một phát. Ông này đi nhắm vô bà công chúa của Pháp mà chơi. Ở đó bà này xấu quắc. Không có miếng, không có trái tim nào luôn, là sạn xấu rồi. Công chúa sẽ được đo bằng độ quyến rũ mà các bạn. Your order, number one. Chà, phải chuyển đổi sớm rồi chứ không nghèo ấy. Lâu đài nhiều quá. Ở đây thì có lính để bỏ qua rồi nè, nhưng mà mấy cái thành khác thì chưa. Ở đây thì từ từ thêm cái này đã, tại cái lâu đài này nó tủ chắc lắm. Mel Knight nó có Armor Surgeon này, đủ thứ luôn nữa. Muốn công vô không dễ. Pháo thì không nói. Tại pháo thì thủ thành rồi coi như bằng không. Pháo thì công thành thì số dách. Trời đất ơi, cái gì vậy? Rồi, sứ đang mạch tới chào. Ok anh, chào chú. Chúc sức khỏe chú.
Đây, xử nó. Đâu đây? À, chắc ở cái thành gì ở bên dưới rồi. Từ đi mình xuống mình coi. Thằng này là kéo qua nữa, giờ thì mình đủ quân rồi, mình không sợ nó. Nhưng mà tại bây giờ đánh nó thì mình dở. Chà, bắt đầu nó mua được tàu đời 2 ra rồi các bạn. Hóc rồi chứ không còn là cốc nữa. Rồi đây để mua tàu. Chỗ này nó có hỗ trợ tăng dân nhưng nó tăng lẹ quá. Này thôi nhịn nó tiếp đi, mình chưa muốn đánh nhau. Xử có được không? Hột. Dính. Bà này đứng đây như thách thức mình hay sao ấy. Thách thức thật các bạn. Rồi đây thách thức hả? Thách thức thì cho thách thức luôn, làm gì nhau. Rồi mail con ai đây? Your orders, noble one. Đánh luôn không sợ. Đánh tới hơi thở cuối cùng luôn. Quân ít vẫn dám đi như thường. Rồi nghe lại. Chỗ này mua mấy con này đi. Lính nào cũng được, giờ với mình lính nào cũng được. Mấy thằng Babago cũng ngang với thằng Amorsetron thôi chứ không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà về cơ bản thì nó có thể mua ở thành thị thì nó là ngon rồi. Mình cần những cái đơn vị giống vậy tuyển được ở thành thị cho mình đỡ khổ thôi. Rồi bây giờ trận này công thành thì mình tin là mình thắng đó. Nhưng mà cũng không có gì chắc chắn lắm cho nên là phải lưu game cho nó chắc. Nó không trả nổi tiền thì ok là mình phải xử rồi. Rồi tăng một Shivery. Rồi đây quýnh trận liên miên luôn. Cũng được nữa, đâu có gì đâu phải sợ nó. Rồi xong, bỏ cái nhạc cung đi thôi. Rồi ba con này ra. Rồi trừ 5 thanh niên này. Dứt nó. Đánh tiếp sợ gì. Quân đoàn số 2 đánh cũng là tương đối gắt đấy. Tăng lòng trung thành rất tốt, đó là thứ anh cần đó chú. Rồi điệp viên đâu lên đây. Rồi chơi. Ê trời ơi. Dứt nó. Trời đó quỷ thần ơi. Thua luôn. Rồi vô thành nhanh. Không biết sao nó loạn luôn ấy. Rồi kỳ, chắc tại thương nó không độ thành, không độ thành cho nên giờ nó mới quậy mình đây nè. Rồi đây từ từ để mình xây thêm đồ, xây cái nhà thờ. À chưa nhà xây chưa xong. Rồi xong ok. Thằng Maroc thì thôi mình nhịn nó đi. Đây để mình gọi hai người này ra ở một tay luôn, mình xử cái thằng này. Không như thằng này nó giỏi. Xử mấy phá mà không dính. Ở đây thì cứ ở yên, án binh bất động, kiên thủ không công, cố thủ đệ biến. Rồi xong ở đây 5 đứa giữ thành là ngon rồi. Để coi nào, ở đây mua điệp viên rồi hả? Điệp viên đó là, à không, điệp viên này chạy đi theo quân đoàn này rồi, là ở đây có điệp viên rồi, chưa cần phải gọi vội. Đây giáo hoàng thì phải lui về đây rồi, thành ra không có đánh được nữa, thành ra là tạm lui. Chưa cần điệp viên tiếp.
Vô đây. Rồi xong. Hành lý còn nhiều mà. Từ rút về cố thủ đã. Coi coi mọi thứ sẽ như thế nào. 14 tỉnh và 8 tướng các bạn. Mấy ông này gây chiến với nhầm người. Rồi sứ Pháp tới chào. Muốn gì đây? Nếu muốn hòa thì anh chấp nhận. Tới cự nữ thì chú ăn đòn. Đan Mạch thì nãy giờ toàn tới chào không. Mông Cổ với Timurit thì ở bên kia là không đụng chạm mình. Mình cũng không đụng chạm Timurit. Rồi biết ngay là Đô La Mã kiểu gì nó cũng phải mất thành à. Nó không bao giờ giữ nổi thành đâu. Giờ là Nga mới là nước giàu nhất á. Ủa ông Nga ông làm sao hay dữ vậy ta. Lúc này đã làm gì có dầu mỏ đâu. Quân đội mình đứng hạng 2 và tưởng thua Mông Cổ. Mà giờ 74 rồi mình đang đuổi kịp Mông Cổ rồi các bạn. Mông Cổ đánh nhau với Ba Lan rồi, ok giống lịch sử rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chỉ mới là năm 1142 thôi, Mông Cổ sang là hơi sớm. Thằng này hãy đố đốc nó có cái gì đâu mà nó ngon dữ thần. Rồi thôi chú này coi như hết thời rồi đó. Thôi cho xuống biển luôn. Để nâng cấp tàu lên chơi chứ giờ phải tàu đời 2 rồi. Tại đây một sống không nổi các bạn. Mình nhịn nó đi. Như là biển cả thì bây giờ từ từ không còn là của mình nữa. Dứt. Rồi thôi tại đứng gần cho nên chơi thôi. Rồi xong. Giờ thì mình nâng cái nhà thờ ở đây lên đã tính. Ở đây thì để coi nào. À, ở đây nhà lính xong rồi đúng không? Rồi vậy là chuyển đổi được rồi. Chuyển đổi xong là chắc là mình lên cái kia luôn. Đây mua mấy lính này thôi. Đây thì mua lính này thôi. Không kỵ binh gì nhiều quá mình phải mua lính này nữa. Đánh. God will be with us, men. To battle. Giáo hoàng của mình là kiểu dạng không ngán một ai luôn á. Rồi đây. Rồi anh em. Từ để gọi kỵ binh ra đã. Quân đoàn này đang hơi thiếu lực lượng. Đánh lên đây. Điệp viên lên đây. Khinh thường quân đoàn của giáo hoàng là sai lầm. Rồi để xem nào. Các thành này ai nấy đều làm việc rất tốt. Đây xuống đây xuống đây. Xuống đây. À, xuống đây luôn đi, khỏi cần à, đứng đó làm gì. Đây thì gọi hay da. Để coi nào, mình gọi đây sát thủ mà đúng không? Mấy tiếng nó nhầm rồi đấy. Dứt nó. Không. Sát thủ gì mà bèo. Rồi đây. Ây da. Rồi hạ tầng nâng lên nào. À, ông này cái cảng bên này nâng làm gì? Đây nâng nhà thờ lên gọi linh mục ra thôi, chỗ này chuyện đạo là được rồi. Chà tiền mình đang xuống dữ quá. Chứ là ngân sách quốc phòng của mình nó cao quá. Yes. À mình mua hai chiếc tàu ở đây nữa nè, giờ hai tàu này thôi hủy luôn đi. Chứ đánh nắm gì được nữa đâu. Từ từ, từ từ. Tại phải thành phố mới mua được cảng đời 2 cho nên là từ từ đó.
chứ tại này cái cảng này bên dưới mình bảo vệ bờ biển bên này thôi, bên này thì chưa. Tàu đời hai nó ở bên này, và bên này đang không có chiến sự mấy, chứ là giờ nâng như bên này nè, thành này nữa, thành này thì mặt đỉnh nó có rồi hả. Đây gọi mấy con quơ ra đây ra, dù ba chiếc thì chưa đánh được mấy nhưng mà thôi gọi trước ba chiếc ra đi. Này cái cảng nó hình như cũng nằm bên này rồi, chính xác. Ở đây có hai cái cảng xỉn rồi, thì ở kia từ từ. Chà, căng thẳng quá, quá căng thẳng. Đây giờ quân đoàn của giáo hoàng thì chắc là quýnh này Mi Lăng đang hòa với mình đúng không? Rồi vậy mò thẳng lên đây. I'm done for today, my lord. Yes, come and face the might of the Reich. Chà, giờ bộ binh ít quá, toàn kỵ binh không. Chà, đánh trận liên miên luôn ấy, không nghỉ ngơi luôn các bạn. Đánh trận liên miên không nghỉ ngơi mà cũng không cướp bóc gì mấy luôn. Ây da, tình hình căng thẳng quá. 14 tỉnh nhưng mà tới 4 cái lâu đài lận hảo nào nó mình không giàu lên được. Rồi Pháp muốn hàng chưa? Ê, muốn hòa chưa? Hàng thì chắc nó không hàng rồi. Rồi ok, nó nghĩ mình đánh nó không nổi đi mà. Rồi từ từ nhịn nó một chút, có một ông tướng giỏi. Ờ cái này ngon, Tu Long hả? Ở thủ đô, ok. Để phong đất cho hai tỉnh ở đây đi. Yes. Your orders, number one. Ông này lên thẳng đây rồi xong. Rồi từ tính. The problem. What is the problem? Cuối cùng dính. Trời, vậy mà hụt. Mấy ông này làm ăn bèo quá. Còn thằng này nó đang thách thức mình các bạn. Nó đưa một quân đoàn lên được, nó đem hai quân đoàn lên. À, được rồi, vẫn nhịn. Chưa tới lúc đánh. Nhưng mà cái này đánh rồi nè. Victory! Plotting course now, my lord. Bên đây hạ tầng nó chưa có đáp ứng được. Rồi đây xây cái này lên. Đây bắt đầu nâng cảng được rồi, bớt cái, mấy cái kia về cơ bản cũng đang cần mà từ từ. Chỗ này thì đây. Qua đã nâng cái này rồi thì nâng luôn thể đi. Đừng nó lắc nhắc uổng tiền lắm. Ở đây cũng cần cái lò rèn. Đổi về được các bạn, ruộng mà lên nhiều quá không ổn. Rồi cho nhà ngựa nó biến được rồi. Đánh. Rồi lần này chịu khó leo vô thành đi. Ây da, rồi xong. Chị binh đông quá, thảo nào nó tốn tiền nuôi. Rồi đây để nâng mấy cái thằng cho mấy giáp cho mấy thằng lính này lên nè. Rồi đây. Ông này có trách nhiệm là phải góp bộ binh. Chị binh ở lại coi nhà. Ngược lại ông này có trách nhiệm góp kỵ binh. Rồi xong, ở đây một ông này. Ở đây thì ở yên không mua gì nữa. Giờ chú thích gì? Yes my lord. This is where we shall meet the enemy. This day is ours. The enemy unbeaten. Yes my lord. This is where we shall meet the enemy. Dứt. Dứt tới con mắm này. Your will. Rồi vậy lên thẳng đây luôn. Rồi khoan đã, chúng ta khoan hãy gây chiến với lại
đến thuê thì nghĩ là lần này mình sẽ không dùng. Họ bắn nỏ thì có lẽ như mình không cản bước mình, không phải cản bước mình, nhưng mà cũng phải chơi thử coi nó có chơi được mình hay không. Lên đây phụ luôn quân đoàn này cũng là số 2. Hai quân đoàn bây giờ hơi nặng cái kinh tế của mình. Đây ông này lên thì chắc là ưu tiên cái cản trước luôn, tại nó ở đảo mà. Thằng này cũng vậy, này chưa lên thành được. Milan đang đánh nè. Rồi từ từ khoan, tạm tha. À mép đi, nó quên ở đây đấy. My lord, who has displeased you? God's self. À ông này đi tới mà. Dính. Giỏi đó, mấy ông này mới làm được việc giống vậy mình mới đỡ khổ. Rồi chạy về đất của mình đi, ông mỗi ông đứng truyền đạo một chỗ. Very good. Rồi đây, xử lý. The problem. What is the name? Lên dứt sẵn. Who or what am I to dispose of, Lord? He won't see it. Rồi, ok. As much as you may wish it, I am not yours. Trời, nó ra nhiều dữ vậy. Sứ của Pháp chắc cũng yếu rồi, muốn sinh hòa nhưng mà tự ái các bạn. Đang mà toàn tới chào không mà không chịu xin cái gì với mình hết. Mình đang đợi nó vô tại mình không mua nhà ngoại giao các bạn. Đây một cái thương hội nữa mọc lên. Rất tốt. Quân đội của mình vẫn đang bám sát quân đội Mông Cổ. Tài chính của mình thì cái ngân khố của mình bằng có 44% của Nga thôi. Tại mình chi nhiều quá. Rồi đây. Ông này về tạm về đây. Đây cái cảng này lên luôn. Thường là không ưu tiên cái cảng này trước nhưng mà bữa nay phải ưu tiên nó trước thôi. Dù muốn dù không. Mua thêm một chiếc nữa. Ít quá đánh thấy nó không có thấm. Rồi nhà cửa đồ trước đi. Ông này là được phong đất thì lên đây. Đi mà đi cũng không tới nữa, buồn ghê vậy. Hàng ven đây, nâng thành, nâng thuế luôn để tránh nó bị vấn đề này vấn đề kia. Rồi vay thành này xong thì phải vay lâu. Dứt. Toàn nhắm vô với bà công chúa, tội nghiệp. Rồi biết làm sao vấn đề chính trị mà mình đang đánh vô cái lực lượng mà của nó. Thì giờ mình không tha được chỗ nào hết, chỗ nào cũng phải xử. Ồ mấy ông này đang làm việc tốt thế. Này thôi khoan, tại thằng này mình mua phải xài cẩn thận. Đây. Am I to dispose of, Lord? Đây ông này không được thì ông kia. Or strangulation. It's a tough decision. Rồi đây để mua cái này. Cái này thành này mới lên thì từ từ. À khoa cái này từ từ đi. Đây chỗ này trước này nè, lên giáp cho mấy ông này. Mấy ông này có giáp tốt thì ngon rồi, mình yên tâm để yên cho mấy, để mấy ông này trong thành. Rồi xong chỗ này thì chắc là để xây cái mỏ lên cũng được. Mình phát triển mỏ mấy ông này nhiêu cũng thật ra cũng không nhiều lắm. Bất kể cũng tạm được. Một tướng này giỏi vậy, nó làm cái gì mà nó giỏi dữ vậy ta? I stand here unthreatened by you, rồi infidel. Giỏi thì có giỏi nhưng mà ít thì cũng không thắng được nhiều mà thôi nhìn nó tiếp. chưa muốn đánh. Biết cương biết nhu mới là anh hùng các bạn. We shall send into hell. Rồi đây. Anh.
tha, không cướp thành. Đánh. Đánh. À, tưởng thua chứ. Thằng đó là nông dân thằng. Ủa sao được phong tướng dễ quá vậy? Rồi về thành. Vô đây. Rồi đây. Nên Chivalry thì cũng được. Nâng thuế lên cho dân nó giảm tí thì cũng mừng. Đây cái gì đây? Cái này ta không cần. Ok, để yên đây. Rồi thế là bắt đầu mình có thêm tiền xài mỗi lượt rồi. Không nhiều lắm nhưng mà cũng tạm được. Yes, my lord. Cái này là mắc say, hình như nó kêu mình khóa cảng Tu Long hả? Rồi thôi cũng được. Cả mắc say có giá trị hơn mà nó muốn Tu Long thì mình đáp ứng cho nó thôi. Rồi để coi ông này muốn đánh nhau chưa ta. Đây là đi thì phải có số lượng một tí. Sứ Pháp tới chào. Sứ Đan Mạch lại tới chào. Chắc là mình đánh Đức nhiều quá, Đan Mạch nó cũng vui á mà. Chà. Ủa chào ngoại giao không vậy? Biết anh khỏe rồi, chú mấy chú không cần tới hỏi thăm tình vậy đâu. Mấy chú cứ về lo việc nước đi, việc ở đây là vậy là ổn rồi. Hỏi trộm ta không cần, ta cần làm việc các nhà buôn thôi. Cái này của Vendai thì thôi kệ nó, không liên quan tới mình. Rồi thì thôi, bây giờ anh hơi quê quê mấy chú rồi đấy nha. Đứng trên đất anh nhiều đi á. Rồi qua đây. Qua rồi qua. Anh đội nó 3 chiếc nhưng mà nhớ là nó có thể mua thêm. Giờ quất luôn nè. Đứng nhiều ngứa mắt rồi. As my lord wills. Yes, lord. This is where we shall. The day is ours, lord. Nó thấy cho mình cho nó qua cái nó cứ nó qua nhiều hơn. Mình tiếp tục nhìn nó lại qua, nó tiếp tục nhìn nó lại qua, đã thế thì cho nó ăn đòn luôn. Cho nó biết cái đảo này là của ai. Dứt. Dứt. Rồi đây để xem. Ở đây thì tạm ổn đi. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng thế. Đây là nâng ruộng thôi. Nâng ruộng xong rồi trả về. Đây ruộng sắp xong rồi. Này thì để lượt sau mới được đánh. Tại thành này nó hơi chắc. Time to take the walls, my lord. Dứt. Đây sứ của nước Pháp. Công nhận là dùng cái danh nghĩa tôn giáo đi sự dù để đi sử đặc vụ đối phương nó cảm giác nó phê phê. Something interesting to bring to the table, perhaps. Rồi đây. Your will. Đây anh phong đất cho chú ở đây. Chú thì được phong đất ở đây. Đẩy thuế lên. Rồi xây nhà dựng cửa đồ lên cho dân được nhờ. Chỗ này thì chắc chắn là phải gọi linh mục ra rồi. The problem. What is their name? Florence, Gilda. Hết cả hơi. Ở đây thì cũng tương tự xây cái này lên đã. Rồi để mình gọi cái này ra. Đây thì tôn giáo nó cũng hơi có vấn đề. Nói chung là lúc này dân châu Âu nó chưa theo đạo Thiên Chúa nhiều đâu, nó cũng chỉ đúng là nhiều rồi nhưng mà nó còn nhiều cái cộng đồng tôn giáo vậy, nó theo đạo thần giáo nhiều lắm, cho nên là phải đi trấn áp cũng khá là mệt đấy. Bắt nó cải đạo nó là hết hơi luôn các bạn. Cải đạo chưa bao giờ là dễ thở cả. Chỗ này cũng phải mua thêm một ông này rồi. Ông này thì chỗ này thì sao à, chỗ này thì thôi chắc không cần linh mục đâu, nhà thờ mình ngồi xịn rồi. Mấy cái thành này thì ở đây mua thêm một con này, ở đây mua thêm một ông này thôi. Thành này chắc là mình còn phải đứng ở đây lâu, còn thôi là phải đẩy quân cái này lên.
có lò rèn chưa ta? À, lò rèn đời 2 hả? À, cũng được. Giờ đẩy đi thì hơi lỗ, tại lát nó có mua. Đẩy đi thì phải mua. À mà mình đẩy kiểu này được mà ta. Thành này cái nhà lính nó mới đời 2 thôi, được rồi từ từ đi. Thở xíu đã, quýnh trận liên miên hoài đuối quá. À, thành này có hiệp sĩ nữa nha, coi chừng. Má hơn mình có hiệp sĩ và hiệp sĩ cưỡi ngựa, trường hợp này mình yếu hơn nó. Rồi đây, ok ok ok. Ngon 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 ngon. Sứ của Pháp để coi ổng muốn cái gì. Bộ binh nó không dám vô cứu mà thấy nó dở rồi. À ha, nó dám à. Ủa lính được nhiêu mà cái gan vậy? À nó có đồng lắm. Để lưu game thử. Đánh được đánh đóng đánh lượt lui. Đánh. Đi defeat. Rồi ok ok. Escatter, flee. Calling off the siege. Lôi. The battle is lost. Fall back. Break camp, men. We end the siege. I bring word. Đan Mạch cuối cùng gì xin buôn bán còn xin mình ít tiền. Thôi cho luôn. 180 tiết chi với nó đúng không các bạn? Rồi nó đang làm chủ Bắc Âu thì mình với nó đang cùng ghét nhau, ghét Đức. Cái trời giáo hoàng của mình lui quân thì cũng qua đời à. Rồi mình lấy ông khác vậy. Chánh quân này là mất giáo hoàng, tại giáo hoàng sẽ mặc định là nó ổng ở ông rơi đúng là gì kiểu dân bộ đạo á, cho nên là sao mấy ông sao này lên tòa ông nào cũng bộ đạo không vậy? Không có ông nào dạng mà ông này có giáp có trụ rồi luôn hả? Không có ông nào mà dạng giỏi đi đánh trận hết trơn, ông đầu tiên thì đánh trận ngon quá mà mấy ông sau thì ông này war life, thích chiến tranh, thích chiến tranh. Được cái bạo lực các bạn, mà vậy thì hơi dở, bởi giáo hoàng không được bạo lực. Rồi thôi. Ông này vừa vô có giáp liền luôn mới ghê chứ. Trời, quân đội mình đang hơi xuống dữ quá. Đó là ông Van muốn đánh trận nữa hả? Nhào vô. Ngán ông à. Rồi xong. The day is ours, Lord. The enemy are beaten. They preparing an ambush. Rồi đây. Milan không đánh nhau với mình thì thôi. Rồi xong. Tạm thời thở xíu đã. Giờ mấy công trình này công trình nào cũng mắc. Nó xây cái ruộng đi cho dân nó có ăn các bạn. Khoan đã, trường hợp này thì mình đánh này một cái. Đánh lên. Mình vòng qua đây mình tạm gọi hàng tướng mình lên đây cái đã. Giáo hoàng thì tất nhiên không thể ngồi yên ở đây được rồi. Giáo hoàng của mình là phải bắt mình bắt buộc là giáo hoàng của mình phải đi đánh trận, mình không cho giáo hoàng mình ngồi ở nhà đâu. Có điều là nó chơi như vậy thì hơi khó cho mình trong cái việc hành quân là tại giờ giáo hoàng đang đi một mình. Đi một mình thì cũng phải đi. Rồi đây tạm thời thở xíu đã. Mấy ông kia của mình chạy đâu mất dép hết rồi. Gà quả này nó đề phòng quá, đâm không dính. Rồi đây để coi ông này thì mát thuế rồi thì không nói. Nhưng mà ông này thì nâng cái lò rèn nó đã là mới được đổi về. Đây thì đang nâng ruộng hả? Rồi, không được gì thì thôi. Để coi nào, ở đây thì ở yên đó, ở đây cũng vậy. Thành này ngồi yên luôn. Rồi xong, hội quân cái đó là tính. Đạo quân đó đang chỉnh lại rồi. Mà mình chỉnh lại là mình mệt đấy, tại tiền của mình nó sẽ tạm thời nó không tăng nhiều nữa. Tăng thì vẫn sẽ tăng nhưng mà không tăng nhiều. Mà ta không tăng nhiều thì không ý nghĩa gì cả. Đây cái tiền cơ sở hạ tầng nó tăng nhanh lắm. Rồi cái lò này lên trước đi. Đó phải vậy.
Mấy chú phải vậy anh mới sống được. Rồi chỗ này gọi linh mục ra, linh mục chỗ này chết rồi. Ông này chắc ở đây chắc cũng cần linh mục nè, mình quên gọi ra đó. Rồi bà này đứng quá đúng chỗ luôn. Rồi để xem nào. Đây thì phải mua cái nhà lính nữa với mấy thằng nhỏ nó mới nuôi. Cũng may là mấy cái hội thương nhân nó búp tiền mạnh rồi đó, mà mình còn nghèo quá. Đây chắc mình gọi điệp viên ra thôi, mình cho nó chạy qua bên ở đây mình cần truyền đạo nè, quên thấy không. Rồi đây cho nó chạy qua chỗ này. Rồi mình sẽ cho ông này đánh qua đây, mình chiếm thành Vienna. Thành này nếu mà được lát nữa bắt nó góp quân phụ cũng được, tại thành này nó đang mua quân chậm quá, mặc dù mình tha mình không có giết. Nhưng mà chắc là nó phải chuyển hệ công trình hay sao ấy. Tại dạng lính nó không có sẵn các bạn. Yes, be gone. You are not my Kaiser. Your Majesty. Yes. Orders. Quốc. I will not waste. À quốc không được hả? Quốc không dính các bạn. Rồi đây. Yes, my. Tới rồi ha. Locating trade to this port. Rồi, rồi, giận đang có chiến sự mà chú giận là ý gì? Giận nó làm như nó giận rồi mình sợ ấy. Rồi xong. Rồi tới lượt ông Milan nữa. Ai chà. Trời đất quỷ thần ơi. Sao mà bèo quá vậy? Linh mục 66% để tụi phù thủy nó phản đam kìa, các bạn coi buồn không? Ở đây cuối cùng lên dân là thành này, tại có ông lãnh chúa này ông tăng dân lẹ quá, mình không phản ứng kịp luôn á. Rồi đây hạ tầng xong rồi. Rồi giờ từ từ tính. Để coi là chỗ này đang có hỗ trợ tăng dân, nó tăng dân lẹ quá. Đánh lại không ta? Mình lưu game mình đánh thử coi mình ăn không? Ăn thôi thì khỏi mất công điều quân người thành khác sang. Ăn nhưng mà ăn sát sao cũng được. Tại nói với mình cùng hệ tư tưởng, cùng là lính ý nhau cả chứ nó không, mình không ăn nó bằng cái lực lượng mạnh của mình được. Rồi để coi nào, mua lại một lính này với hai lính này. Hồi quân thì để lượt sau. Này chết chắc rồi. Đây đánh. Mình đang tính không đánh qua chỗ này nhưng mà nó vô tình nó khích mình đánh chỗ này rồi. Vậy giáo hoàng mình có thể chạy lên đây với đạo quân này rồi. Đây đi cầm quân đi. Nói chung là mấy ông này là chích linh mục tôn giáo rồi, cho mình cho đi cầm quân thôi, cho nên là mấy ông này đánh trận không giỏi lắm. Rồi đây bắt đầu xây ruộng lên được rồi. Đây giáp trụ đồ lên cho đối phương nó mới nể. Dứt. Trời 9% mà dính. Đỏ vậy. Đây, thành viên nó thủ thật đông lắm. Rồi xong đây truyền đạo đi. Ở đây xây nhà này lên cho nó mua được điệp viên một cái. Rồi thành này xây nhà lính trước, tại giờ nhu cầu quân sự nó cấp thiết. Mua kỵ binh cũng được, mà kỵ binh này là kỵ binh tào lao. Quân thì không mua được nữa, cho nên là từ từ không có chi thoải mái được.
Đây đúng lúc mình nhắm vô đây. Cái này mình đang không dùng được. Ông này Warline mới ghê chứ. Giáo hoàng nhưng mà Warline, ông này là Heresy à? Giáo hoàng mà có cái Heresy này là hơi kỳ nha. Thuộc dạng tàn bạo luôn rồi này. Giáo hoàng này cũng hơi lạ rồi đấy. Min Leader luôn các bạn. Leader mà dính chữ Min vô đấy bà con cấp dưới không vui rồi đó. Mình mà có lãnh đạo mà dạng Min thì mình cũng không vui lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ, biết sao giờ các bạn. Lãnh đạo thì họ muốn sao thì mình phải chịu vậy thôi. Ây da, sau cùng thì ba lãnh đạo cũng là bao lãnh đạn thôi mà, đúng không các bạn? Đấy, thôi họ muốn sao cũng được. Rồi, ok. Coi mấy cái ông mà nỏ mà có giáp rồi thì mấy ổng có đòi nữa không? À không, nỏ thì lên tới giáp này thôi. Vậy là mình cũng chỉ còn loại giáp đời 3 thôi các bạn, không còn loại giáp đời 4 đâu. Yes. Orders. Rồi để coi nào, để làm gì phải đi vòng quất nó luôn chứ. Ở đó mà đi vòng làm gì? Let me strike, my lord. Leave me be, infidel, henchik. Rồi từ chưa có tiền mua thêm tàu, để có tiền mua thêm tàu rồi tính. Nó khóa cảng của mình. Ây da. Một cái này nữa thì rất tốt, đúng ý với tôi. Lăng từ từ. Gấp quá, tôi nói nó không nằm trong kế hoạch. À, cứ vay đi, nó muốn làm nó áp sát hay gì kệ nó. Are you looking to negotiate? Who do I face? Chà, nó không hềm chạy luôn. Nó khinh sát thủ của Vatican. Đánh luôn, tự nó lui lại mình sợ chứ. Đánh. Giáo hoàng đâu? Rồi lên đây. Ở đây thôi coi như xong rồi đi. Dân đông quá mình chuyển đổi mà mệt lắm. Nhiều cái công trình nó xài nó chuyển đổi nó hao quá. Cái lỗi nó chuyện nó hao mà nó xây hao quá, cho nên là giờ tạm thời mình đang không có tiền. Đang nghèo quá, nghèo như một con mèo luôn. Tiền tích lũy bao năm bay gần hết. Rồi đây lên đây, xin nó mò nó để sát thủ nó ở đây đông lắm nè, lên đây mà xử lý vấn đề. Poison or strangulation. Ây da. Rồi đây ta mua một lính ở đây. Đây ta mua một đội lính ở đây. Ta gọi đạo quân này đi. Mình để ba hàng bắn nỏ này ở lại chung với lính là được rồi. Ông này cho đi đánh trận thế, tại ông cũng có tuổi rồi, ông đi giờ nào mình không hay đâu. Ông này tướng giỏi, nó Red Commander luôn mà. Nó bò ru lò, ổng có Chivalry mà ổng tàn bạo quá, thành ra cái kia nó không bù được cái này. Rồi Đức nó thủ quân ở đây đông thế, à thì thủ đô của nó nằm đây mà. À mà nếu vậy thì mình lại không thèm đi lên chỗ này nữa, mà mình lại đi lên đây, tại nhiệm vụ đang chỉ ở đây mà, đúng không? Mình đi viếng đi lẹ nó không sao, không đánh chỗ nào cũng được. Đây mình mua lại hai quân rồi mình đẩy quân lên chắc cũng được rồi. Thành lính nằm tướng đang đứng đó không đánh được. Đây ra mà xử nó. Trời, mấy dị giáo này khó sợ. Phù thủy luôn, phù dị giáo nữa nó còn cao hơn cả dị giáo. Tụi phù thủy thường dễ xử hơn nhưng mà nó cũng dễ phản đam ngược hơn. Mình thì không có cây gia đình các bạn ạ. Giờ thì mình gây chiến nhiều quá. Không sao, với mình điều đó là bình thường.
sứ của Ai Cập tới chào. Nãy giờ là mình không đụng chạm gì tới Ai Cập cho nên ok. Noble one, we have something for you. A well considered offer, discussions. Rồi, đổi bản đồ, thế là Obalan vẫn giữ được Cairo à, giỏi vậy. Chú hơi bị giỏi đấy, anh có lời khen đấy. Đâu đấy? À không, chỗ này người ta không cần. Người ta không, tạm thời ta không cần cái hội kiếm các bạn. Chỗ đó ta đổi về thành thành thị, ta không còn kiếm ở đó làm cái gì. Tiếp tục vay cản đi, vay bao lâu nữa? À, nhiệm vụ xong rồi hả? Nhiệm vụ xong rồi thì ta rút. Prepare to board and engage. Nãy giờ không để ý. Our fleet is victorious. Your orders? Yes. Your orders? Yes, my lord. Something interesting to bring to the table, perhaps. À, từ từ tính. Is it me with whom you wish to speak? Để coi nào, xây cái này lên trước đi rồi mới xây đường được. Command me. Yes. Ai chà. Who do I face? Khoan đã, tạm tha cho cái thành đó. Let me strike, my lord. Name thy enemy, lord. Rồi ngon nhào vô. Nó biết thành này của mình đang đổi nè, thành ra là nó mới nó dám làm vậy. Rồi không sao không sao. Thành kia thì từ từ mình không nóng vội gì mà đánh nó cả. Đây mình đổi mình cho điệp viên lên đây. You have something in mind for our people, noble one. Rồi xong, chỗ này cứ từ từ. Nay là một tập mà mình đổi hai giáo hoàng luôn là mình hơi buồn đấy. Tại ông kia không được thọ cho lắm. Yes. Rồi đây. The problem. Lên đây. What is the name? Ông này ở đây thì xây cái chợ lên đi cho nó cân bằng tí. It is not blasphemy. Dứt. Không dính. Vậy thằng này phải dính nha. Ờ đó. Tưởng chú săn, chú chuyên cháu vị giáo, chú săn phù thủy đồ. Mà giờ có thằng này chú đánh nó không xong nữa là chú đừng nhìn mặt anh đấy. Rồi chú lên đây. Rồi xuất lĩnh đại binh nào. Tạm thời để quân để ở đây, mình thừa biết là nó không dừng. Thành ra mấy thằng này không chưa đủ sức để giữ thành mà, thành ra là từ từ. Move on. We march no further today, lord. Nó đánh thì lui vậy chứ giờ không chuyển quân không được. Thành này nó đang rất cần quân. Ở đây thì mình đang để về thôi chứ sớm muộn gì thì cũng phải đưa quân đi à. Giờ mà miễn thuế, giảm thuế gì cũng hơi khó. Đây để cho nó xuống đây nó bảo vệ luôn đi. Đây mình giảm một lần thuế là xong. Rồi đây ok. Rồi có giáp có trụ rồi sợ gì nữa. Lính mình là giờ mát giáp luôn, coi như là bằng giáp vàng của tụi châu Âu luôn đấy các bạn, chứ không phải đùa đâu. Rồi phải hạm đội nè. Mới là hạm đội nào của nó đang chở quân nữa. Thành này vậy mà còn là thành nổi loạn à. Hơi ngạc nhiên đó nha. Coi thử coi gì. Ờ nó còn là thành nổi loạn thật à. Chắc nãy giờ chiến sự dữ quá không ai chiếm nè. Bây giờ tiền đâu thành lập quân đoàn số 3. Rồi được rồi, thanh niên này cho đứng đây đi, mình lấy chỗ quan sát tí cũng được. Thành này thì quân cũng tương đối đông, cũng tương đối mạnh. Nhưng mà thấy cũng thường, không có gì gọi là nguy hiểm cho lắm. 14 lượt nữa mới hết thì thoải mái.
nó cũng đang dần lấy lại được. Nhưng mà một ngày nào đó, ngày nào mà nó còn tuyên chiến với mình, ngày đó thì nó còn bị khai trừ thôi. Ông này thì không đánh nhau, mình cũng bị khai trừ luôn, không biết tại làm sao, mình nhớ mình khai trừ ai đâu nhỉ. Nói chi game nó cho mình cái quyền khai trừ luôn thì tốt. Rồi truyền giáo ta không cần. Đây ta xây cái cảng lên cho đã. Chỗ này nó phải có cái hệ thống cảng để tàu mình cần nghỉ ở đâu cũng có thể vô nghỉ được. Rồi xây cái đường lên. Yes. Not in course now, my lord. Nhưng mà hải quân phải là hải quân đời 2, không được là hải quân đời đầu. Tàu được cũng mắc nha, một con tàu 200 á bằng 2 đội lính của đội đầu của mình luôn. Tức là bằng 4 đội lính chứ 2 nữa. Khá là tốn kém. Rồi đứng đây được rồi, không cần đi đâu hết á. Đánh. Đang đánh giả chiến, thì mình sợ chi nó. Đây. Vây thành. We shall send them to hell or worse. March. Ông này, ông này chắc tăng trung thành cho thuộc cấp ấy. When shall we attack? Tài năng này lên. Let me strike. Tính này hình như chưa có linh mục quá. À đây nó còn tụi Bagan đây nè, phải mua thôi. Mấy ông linh mục này nuôi cũng tốn, nhưng mà nhìn chung thì cũng có thể chấp nhận được, nó không quá tốn mà. Rồi đây bỏ cái chuồng ngựa một cái thì mình cũng kiếm được khoảng. Mặc dù là không nhiều lắm nhưng mà cũng có thể là coi là tạm được. Rồi đây. Có giáp có trụ rồi. Yên tâm. Rồi để xem nào. Chỗ này mà xây cái này lên thì hơi uổng. Rồi để xây cái chợ luôn đi cho bà con kiếm ăn xíu. Where to, son? Who has this place? Dứt. Who or what? Dứt thử cho coi coi tình trình độ nào thôi. Removing the problem, my sire. Who do I face? Hãm thành. My lord, should we spare any? Rồi. Ông giáo hoàng kia chắc bệnh chết đó các bạn. Rồi đây ta mua thêm lính đây ta đắp vô. Yes. Lính này lên đây nhanh. We continue tomorrow, my lord. Từ. Chỗ này thì tạm ổn rồi không nói. Orders. Này tạm thời cho nó về đây luôn cũng được, tập hợp lại với mấy ông này ở đây. Đây mua hiệp sĩ nè, tại lính này rất là mạnh các bạn. Đánh ô tô cũng mạnh mà đánh thường nó cũng mạnh luôn. Cho nên là nên ưu tiên nó một chút, chứ là nó cầm kiếm nữa nó anti bộ binh ngon hơn. Rồi xong. Đạo quân này thì không sao không nói. Đạo quân này thì chắc là nên ghép lại chút xíu à. Lính mình giờ thì hơi đa dạng tí. Rồi 4 hả? Giờ kiếm đâu ra 4 à? À đây 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 đây, vừa mới nói. Vừa mới nói xong mấy con mèo nai này nó nhiều lắm mà nó còn tiếp diện nhanh nữa. Thì tội gì mà ta không sử dụng. Đây là kỵ binh nhiều quá thì không biết có công thành được hay không. Rồi không phải đi đến đó mà đi đến đây. Rồi mấy cái thành này mình chuyển đổi là mình chưa gọi được mấy thằng Babagao ra. Đây mua một lính này nữa đi cho chắc ăn. 10 lính đây có gì nó còn đi dẹp loạn. Rồi đây để gọi ra giáp cho mấy thằng này đã. Rồi chỗ này thôi khoan, ưu tiên xây cái này luôn cũng được. Mình cần cái cảng đời 2 ở đây. Nói chung là giờ tất cả các cảng của mình đã lên thành phố là phải là đời 2 hết. Không được là mấy cái đời khác.
Rồi giờ để xây cái chợ lên đã. Tại cái chợ thì nó không bị vây thành nó mới mất. Yes, man. Yes. Ồ, lực đi của mình giờ nó cũng dài quá rồi các bạn. Mất thành này nữa là coi như nó cũng xong. Nó đóng cái trại đây là nó dở rồi, nó phải bảo vệ mấy thành chính của nó chứ, nó lo nó đi qua mấy chỗ này thành ra hóa ra nó dở rồi. Thủ đô của nó thì quân đông thiệt nhưng mà vấn đề mình vây lâu rồi nó cũng phải chết thôi. Tại hôm qua bây giờ mình đang gây chiến nhiều phe quá, nguồn lực của mình phân tán các bạn. Ủa khoan đã, giáo hoàng của mình tên gọi là gì? Ông này 51 tuổi hả? Ông này được gọi là cái gì đây? À, Pop Slavy thôi, chưa có danh hiệu gì hết. Rồi thôi cũng đỡ. Tướng mình là thuộc dạng trâu đấy chứ không phải đùa đâu. Thằng My Lăng này tại vì nó cái sự với mình nhiều quá mà hình như cái thành này thành cuối cùng của nó hay sao á. Tại hình như là mắc xây là của Pháp, mấy cái thành này của Pháp hết, nó mới chiếm được thành này mà nó gây sự mình là nó dở rồi. Nãy nó tính đem quân qua đây nó đòi lại cố đô của nó nào mà nào rồi bị mình đánh bật ra luôn. Đó đúng rồi, xây cái thương hội lên. Ở đâu rồi, ok, quân đội mình đang dần trở lại. 76 tài chính thì bằng nửa của nước Nga, những mảng còn lại đều đứng đầu và tiếp tục tăng. Nói chung là mình đang cũng khá là ok đấy. Rồi có quay như có khá nhiều là người là được mình đề cao các bạn ạ. Nói chung là có thêm danh sách ứng cử viên để vô chức giáo hoàng hoặc là được bầu á, được có quyền bỏ phiếu nữa. Có là không phải là về cơ bản thì chỉ có 3 ông được đứng cử thôi, nhưng mà sẽ có một ông á là dạng nói làm sao ta, là có như mà những cái ông nào mà được đề đặt vô cái chức vụ đó thì sẽ có cái quyền đó là bầu. Cho nên là nó cũng khá là một cái, nó còn một cái lợi khá là lớn đấy các bạn, không phải như là lợi nhỏ đâu. Rồi để coi nào, giờ cái gì ưu tiên xây kinh tế thì mình phải xây thôi. Để mình xây, mà khoan đã, giờ cái này 3% thì nó nhiều lắm rồi, để xây cái nhà thờ đi. Cho cả để đầu tại cái đó nó cho nó liên quan đến cái y tế luôn thì cũng được. Rồi đây, vô đây. Chỗ này làm cái đường trước cũng được, mình kết nối lãnh thổ lại cho nó nhiệt tình xíu. Kết nối lãnh thổ cũng là một cái mục tiêu để mà chúng ta thống nhất quốc gia nha các bạn. Rồi đây, giờ chỗ này xa quá thì bắt buộc là mình phải cho nó tự thân vận động thôi. Đây cũng mua tí lính đi. Có lính này lính kia. Đây, quay tiếp cho anh. Cái đám chống dị giáo nó đứng ở đây à? À đây công chúa của My Lăng đây. À hú hồn, tưởng nó phản công chúa mà phản đam chết lại được thằng này luôn thì công chúa đó là công chúa VIP rồi. Còn không thôi, coi như là công chúa Việt cũng được. Dù là không VIP thì Việt thôi gì đâu. Rồi xong. Đây, nói chuyện phải quấy chút xíu nào. Rồi thôi ok, cũng coi như là tạm được. Rồi xong, ngon. Đây. Rồi vô. Thành này thì chắc là cũng không cần gì nhiều đâu. Anh em dứt. Thiệt hại hơi nặng nhưng mà không sao. Vẫn tha không giết. Mình tha hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà ok là ghép quân lại thì bắt đầu thấy là ngân sách nó cũng đỡ cho mình chút. Nhưng mà vì vậy sức mạnh quân sự của mình sẽ suy yếu. Chứ thành này nó nuôi được mấy thằng bắn nỏ các bạn. Đây nâng thuế lên cho nó giảm dần xuống cái nào. Cái hội trộm cướp ở đây thì ta không dùng, ta chỉ bắt tay với thương nhân thôi. Rồi xây cái này lên hạ tầng dùng này tốt ấy. Mình không, lý do đó là lý do tại sao mình không phá. Hạ tầng cơ sở tốt. Rồi đây mua lính này đắp vô xài. Anh điều mấy thằng này lên đây tiếp diện cho tỉnh này. Nó không dám đánh úp vô mấy cái thằng này là thấy nó dở rồi. Tại vì quân của mình ở đây chưa chắc mình kéo lên tiếp diện được.
Giáo hoàng đánh cái tỉnh này đánh nổi không ta? Thấy trời ơi, ông giáo hoàng này bèo quá. Quên lưu, quên nó nút lưu á. Không, mà nhắc lại một phần nó kỵ binh nhiều các bạn. Thành cuối rồi nó đánh liều, nó đánh hết, hết sức với mình luôn. Chà, giáo chỉ có ra xem ra chỉ có giáo hoàng đời đầu là ngon thôi. Giáo hoàng mấy cái đời sau này tệ quá. Thôi được rồi, ok, ta rút quân về, ta rút về, ta lấy thêm binh nào. Đúng là phải dùng lại lực lượng Babagao rồi. Rồi, không sao, không sao. Đây, gọi chừng 6 con Babagao ra là đủ xài rồi. Chỉ binh đông quá thì cũng không để làm gì. Hay da. Yes, man. Rồi kéo quân xuống đánh nào. Mình muốn đánh mấy cái tỉnh này của Pháp rồi đó, để mà mình chặn cái đường ra biển của nó cho nó không phá mình nữa. Nhưng mà bây giờ mình không diệt chắc diệt Mi Lăng luôn đi. Rồi mình từ từ đã, tại đúng lý phải đánh ngay cái dành này nè. Đánh thật ra đánh đây thì đánh xuống đây, mà tại vì bây giờ Pháp nó cứ cho tàu qua nó phá mình. Cũng may là thằng Ven nãy giờ nó không phá mình được nữa, chắc là nó đang bận ở bên này, là tại bên này bên Hồi giáo nó đang đe dọa nhiều. Mà khoan đã, để coi về mặt ngoại giao thì Ven nó đang đấu với ai? À, nó đánh mỗi mình à. Nó là đồng minh của cả Đức lẫn Mi Lăng đó mà. Thảo nào nó đánh mình nhiệt tình thế. Như là quyền lực của mình nó đang bị thách thức các bạn. Ây chà, Pháp nó cơ hội quá ta. Ba Lan xin làm đồng minh mà còn đòi tiền mình. Giờ cho bản đồ thôi, lấy hay không lấy. Chịu không? Đòi giờ anh sẵn lòng anh trả cho chú một chút đỉnh nè. 3.000 luôn, mình sẵn lòng mình bỏ tiền ra mình mua bản đồ. Rồi, cái đó coi như tiền đó là tiền mua bản đồ, mình không có tiếc. Rồi, ok, chúng ta đã phát minh ra giấy rồi các bạn. Closing to engage, my lord. Victory. Prepare to board and ok, engage. Không sao. Rồi, thành này đỡ yên. Rồi, từ từ rồi tính. Đây, thành lượt này tốn tiền đây nhưng mà phải chịu. Chà, đầu đuôi không cứu được nhau rồi. Chà, nó quýnh mình da về một phát thôi mà mình mất khá là nhiều đấy. Rồi, cái này trước đi. Lực lượng này của nó ở đây khá là mạnh. Đánh lên không tới mới buồn chứ. Có gì giáo. Chà, tình hình này không ổn chút nào cả. Chỗ này đang có phù thủy hả? Dứt. Mày taking down a person. Đi ra truyền đạo nhanh. Mấy cái thằng mà nó đâu rồi? À đây. Dẫn hụt. Ây da. Ây da, cằn quá. Rồi thôi, nâng giáp cho mấy ông này trước đi. Giờ làm sao mà cứu viện được mới là vấn đề đây. Đây ta tại giờ ta không mua được mỗi hạt kỵ binh này ở đây hả? Rồi thôi chấp nhận luôn.
Đây đẩy mấy ông này lên cho giáo hoàng dùng. Rồi nãy mình gọi mấy thằng Baba Gao ở đâu ra. Đây. Rồi còn nhiêu tiền mình giác ra mình chơi hết rồi. Đây rồi xong. Anh em lên tiếp ứng cho giáo hoàng nào. Giáo hoàng quýnh trận kém quá. Nhưng là so với các bậc, so với cái người khởi đầu thì rõ ràng là mấy ông giáo hoàng này là như là hơi không ổn tí nào cả. Nó đánh liền thì mình chịu đấy, tại đạo quân này hơi yếu để giữ thành. Lính mình lính nó là bằng cấp nhau, nó còn có hiệp sĩ nữa, mình không có. Ây da. Khoan, video tạm ngưng ở đây đi các bạn. Rồi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đó. Mình là Lâm Bách Hợp, tại trận chiến đó chắc phải đánh tay rồi, mà phải đánh tay phải để lượt sau. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.